chuyện về vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Chính phủ lâm thời gồm 15 thành viên. Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Thứ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chu Văn Tấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng cùng các Bộ trưởng Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Đình Hòe, Vũ Trọng Khánh, Phạm Ngọc Thạch, Lê Văn Hiến, Nguyễn Văn Tố và hai ủy viên chính phủ Cù Huy Cận, Nguyễn Văn Xuân. Trong video ngày hôm nay, Chân dung lịch sử sẽ giới thiệu về một trong những thành viên chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Chu Văn Tấn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiểu sử cố Bộ trưởng Quốc phòng Chu Văn Tấn. Đồng chí Chu Văn Tấn sinh năm 1910, là người dân tộc Nùng tại Tổng Lâu Thượng, Châu Võ Nhai, tỉnh Lạng Sơn, nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ông xuất thân trong một gia đình thổ hào địa phương. Thuở nhỏ, ông được gia đình cho ăn học. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở Thái Nguyên năm 1927, ông từng có thời gian dạy học ở Bắc Hà. Khoảng năm 1931 đến năm 1932, ông làm nhân viên địa chính và cai quản lính giõng, châu đoàn cho chính quyền thực dân Pháp tại quê hương ông. Là người có học vấn, ông thường xuyên đấu tranh với những quan chức thực dân để giảm áp bức và sưu thuế. Ông rất có uy tín với dân chúng trong vùng. Chính vì vậy, những người cộng sản đã tìm cách bắt liên lạc và vận động ông tham gia cách mạng nhằm tranh thủ một thủ lĩnh địa phương để lôi kéo đồng bào các dân tộc trong vùng. Năm 1934, ông chính thức gia nhập hàng ngũ những người cộng sản. Dưới sự hướng dẫn của đồng đội, ông bí mật xây dựng các đội tự vệ bán vũ trang, Tràng Xá, Võ Nhai. Năm 1936, Chu Văn Tấn gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương với bí danh là Tân Hồng. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật bất ngờ tấn công Lạng Sơn. Quân Pháp đồn trú tại đây hoảng loạn đã tháo chạy qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội này, ông lãnh đạo các đội tự vệ tấn công và cướp súng của tàn quân Pháp tại đèo Tam Canh để tự vũ trang cho mình. Ngày 27 tháng 9 năm 1940, ông chỉ huy các đội tự vệ vũ trang tấn công đồn Mỏ Nhài, Bắc Sơn, hỗ trợ những người cộng sản, vận động dân chúng, nổi dậy cướp chính quyền tại Bắc Sơn. Quân khởi nghĩa làm chủ huyện lỵ Bắc Sơn được gần một tháng. Sau đó, người Nhật thỏa hiệp với người Pháp. Quân Pháp tái chiếm Bắc Sơn và đàn áp quân khởi nghĩa. Ngày 28 tháng 10 năm 1940, quân Pháp chiếm lại đồn Mỏ Nhài. Khởi nghĩa Bắc Sơn bị dập tắt. Ông cùng một số đội viên tự vệ cùng vũ khí rút được vào rừng sâu Võ Nhai, Bắc Sơn để lập căn cứ. Tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7 tại làng Đình Bàng, Bắc Ninh đã ra quyết định về việc duy trì và bồi dưỡng lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn làm vốn quân sự đầu tiên cho cách mạng. Đầu tháng 2 năm 1941, ông được bầu làm sứ ủy viên Bắc Kỳ, phụ trách xây dựng đội du kích Bắc Sơn. Biệt danh Hùng Xám Bắc Sơn. Ngày 14 tháng 2 năm 1941, đội du kích Bắc Sơn chính thức được thành lập trong một buổi lễ tổ chức tại khu rừng Khuổi Nọi, nay thuộc xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã thay mặt Trung ương Đảng công nhận, trao nhiệm vụ và lá cờ đỏ sao vàng cho đội du kích Bắc Sơn. Bây giờ, đội gồm có 32 chiến sĩ do đồng chí Lương Văn Chi làm chỉ huy trưởng, đồng chí Chu Văn Tấn được cử làm chỉ huy phó. Tháng 4 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Vân Nam qua Quảng Tây về Cao Bằng, ở tại hang Bắc Bó. Đồng chí Chu Văn Tấn được phân công nhiệm vụ chỉ huy đội bảo vệ, đưa các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh từ Việt Nam sang Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, rồi đi vòng về Cao Bằng để tham dự hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì tại Bắc Bó vào tháng 5 năm 1941. Hội nghị này xác định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, Việt Minh và đồng thời chủ trương thành lập lực lượng cứu quốc quân làm nòng cốt quân sự cho Việt Minh. Theo quyết định của hội nghị, đội du kích Bắc Sơn được đổi tên thành Trung đội cứu quốc quân thứ nhất. Tháng 6 năm 1941, đồng chí Phùng Chí Kiên được điều về làm phụ trách chung. Tuy nhiên,
Ngay cuối tháng 6, quân Pháp cùng lính Khố Xanh, Khố Đỏ mở cuộc càn quét lớn vào Bắc Sơn. Đồng chí Chu Văn Tấn cùng Ban Chỉ huy Cứu Quốc quân tổ chức chống càn. Tuy nhiên do lực lượng chênh lệch nên đành phải để lại một tiểu đội chặn đối phương, còn hai tiểu đội phá vòng vây rút lên Cao Bằng để bảo toàn lực lượng. Tiểu đội của đồng chí Phùng Chí Kiên và đồng chí Lưu Văn Chi bị phục kích và hy sinh gần hết. Riêng tiểu đội do đồng chí Chu Văn Tấn chỉ huy thoát khỏi vòng vây để về được Bắc Bó. Sau khi đưa được một bộ phận của Trung đội Cứu Quốc quân thứ nhất về Bắc Bó an toàn và được chuyển thành đơn vị vũ trang bảo vệ căn cứ Bắc Bó, đồng chí Chu Văn Tấn được giao nhiệm vụ về lại Võ Nhai để xây dựng và làm chỉ huy trưởng của Trung đội Cứu Quốc quân thứ hai với 47 chiến sĩ, trong đó có 3 nữ, được thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1941 tại Khuôn Mánh, nay thuộc xã Tràng Xá, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm sau đó, ông chỉ huy Cứu Quốc quân phát triển lực lượng đánh du kích ở Tràng Xá, phát triển về Đại Từ, cướp được nhiều vũ khí của quân Pháp. Đội quân du kích của ông nổi tiếng khắp vùng, làm cho các đội quân của Pháp hễ nghe tới tên ông là đều tỏ ra khiếp sợ, coi đó là mối hiểm họa cực kỳ to lớn đối với quân Pháp. Chính vì vậy, các binh sĩ Pháp đã đặt cho ông biệt danh là Hùm Xám Bắc Sơn. Trở thành Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Việt Nam. Cuối năm 1941, ông chỉ huy lực lượng Cứu Quốc quân 2 xây dựng chiến khu Nguyễn Huệ, nay thuộc Đại Từ, Thái Nguyên. Sau hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 1945, chiến khu Nguyễn Huệ phát triển thành chiến khu Hoàng Hoa Thám, trở thành căn cứ địa vững chắc để đón lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo khác về đây hoạt động. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc gồm các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thành Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 1945 đã quyết định Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Hội nghị đã bầu bổ sung Chu Văn Tấn vào Ban chấp hành Trung ương. Ngày 16 tháng 8, Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào đã bầu Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam gồm 15 thành viên do Hồ Chí Minh đứng đầu và đồng chí Chu Văn Tấn được bầu là ủy viên của ban này. Ông tham gia tích cực lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa. Sau thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chính phủ lâm thời gồm 15 thành viên ra mắt Quốc dân đồng bào. Đồng chí Chu Văn Tấn được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông giữ chức vụ này cho đến ngày 2 tháng 3 năm 1946. Sau đó, ông được cử là phái viên của chính phủ đi kiểm tra khu 4. Năm 1948, đồng chí Chu Văn Tấn làm khu trưởng khu 4, rồi chiến khu 1, bí thư khu ủy. Cùng năm này, ông được phong quân hàm thiếu tướng cùng với 10 tướng lĩnh khác trong đợt phong hàm đầu tiên. Từ năm 1949 đến năm 1954, ông làm khu trưởng, bí thư khu ủy Liên khu Việt Bắc, chánh án tòa án quân sự, chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng tháng 2 năm 1951 và đại hội lần thứ 3 tháng 9 năm 1960, đồng chí Chu Văn Tấn được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương. Từ năm 1954 đến cuối năm 1956, ông làm tư lệnh kiêm chính ủy, bí thư quân khu ủy Liên khu Việt Bắc. Từ năm 1957 đến cuối năm 1975, ông làm chính ủy, bí thư khu ủy quân khu Việt Bắc, chủ tịch ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc. Ngày 31 tháng 8 năm 1959, ông được thăng quân hàm vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng và là một trong hai thượng tướng lúc bấy giờ. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ khóa 3 đến khóa 5, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 5, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 1, 2 và 3, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 5. Năm 1976, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội của nước Việt Nam Thống nhất. Câu chuyện đồng chí Chu Văn Tấn và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Thượng tướng Chu Văn Tấn có khoảng 30 năm gắn bó khá thân tình với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chu Văn Tấn có một sức hấp dẫn lớn đối với đồng bào các dân tộc khu tự trị Việt Bắc, đặc biệt là dân tộc Tày, Nùng. Cụ Hồ đánh giá cao vai trò của Thượng tướng. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, tại phòng sưu tầm Bảo tàng Hồ Chí Minh, thì trong buổi tiếp các anh hùng và đại biểu của những đơn vị anh hùng tham dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tại Phủ Chủ tịch
ngày 1 tháng 1 năm 1967. Cụ Hồ đã gọi Chu Văn Tấn là người anh cả của lực lượng du kích quân Việt Nam. Còn trong bài Mừng ngày sinh nhật quân đội nhân dân đăng trên báo Nhân dân ngày 22 tháng 12 năm 1964, với bút danh CB, Hồ Chí Minh viết: Đảng giao cho bác trực tiếp lãnh đạo, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, v.v. thì phụ trách việc tổ chức, huấn luyện và chỉ huy. Năm 1967-1968, đạo diễn điện ảnh Gerard Guillaume, Pháp, sang Việt Nam làm bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh, chân dung một lãnh tụ. Quay sang bộ phim, Gerard Guillaume muốn làm thêm một bộ phim về một lãnh đạo khác, nhưng phải rất Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, phiên dịch viên cho đạo diễn Gerard Guillaume tại cuộc gặp này, đã kể lại. Nghe xong, ông Hồ Chí Minh nói: Vậy thì ông nên làm về chân dung con hùm xám Bắc Sơn đi. Ông Gerard Guillaume dường như không hiểu, hỏi lại: Thưa cụ, hùm xám Bắc Sơn là ai ạ? Ông Hồ nói: Đó là người gây dựng nên lực lượng vũ trang Việt Nam. Còn nhà báo Lê Tiến của VOV đã tường thuật lại sự kiện này. Băng ghi âm hiện được lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ký hiệu H24C15-45, như sau. Ngay xong, Hồ Chí Minh vui vẻ nói: Đồng chí Vũ Kỳ sẽ lo thủ tục đưa đoàn lên Việt Bắc để làm phim về hùm xám Bắc Sơn. Đạo diễn Gerard Guillaume lên Thái Nguyên vào Bộ Tư lệnh khu Việt Bắc. Đoàn làm phim được Thượng tướng Chu Văn Tấn tiếp đón thịnh tình. Sau đó ông Tấn đích thân đưa đoàn làm phim về phỏng vấn và thực hiện quay tại Phú Thượng, quê hương của ông. Rồi đưa đoàn đến các địa danh lịch sử mà đội du kích Bắc Sơn, trung đội cứu quốc quân từng chiến đấu. Trở về Hà Nội, đạo diễn Gerard Guillaume tâm sự với ông Hồ Chí Minh: Ông Chu Văn Tấn là một con người vĩ đại theo đúng nghĩa của từ này. Tình cảm và sự tôn trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tướng Tấn không chỉ là lời nói mà nó được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Đó là hàng loạt quyết định nói lên vai trò quan trọng của ông Chu Văn Tấn. Xin mượn lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về Thượng tướng Chu Văn Tấn như sau. Đồng chí tuyệt đối trung thành với Bác Hồ, Đảng Cộng sản Đông Dương trước kia và Đảng Lao động Việt Nam sau này. Còn bạn, bạn cảm nhận như thế nào về vị tướng tài ba nhưng vô cùng giản dị này? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.